Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 27 tháng 6, toàn huyện Yên Mỹ sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan để từng bước khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, trong buổi sáng nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm túc thực hiện quy định này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại trên đoạn đường 39 cũ thuộc địa bàn xã Tân Lập. Nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa. Thậm chí người lao động trong xưởng sản xuất này còn không đeo khẩu trang. Tương tự như vậy, trên địa bàn xã Trung Hòa, dọc hai bên đường tỉnh 200, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán dường như không có gì thay đổi, thậm chí cũng chẳng cần đeo khẩu trang khi bán hàng. Còn đây là những người thuộc điểm chốt cầu treo. Trong vai đến mua sắm tại siêu thị JCity, nhóm phóng viên cũng không cần phải khai báo y tế. Trên đây chỉ là một vài điểm mà chúng tôi quan sát được. Thiết nghĩ việc phòng chống dịch là trách nhiệm nghĩa vụ của mọi người, vì thế cần nâng cao nhận thức để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Mặt khác, cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần nâng cao công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các hành vi vi phạm phòng chống dịch. Được biết, Công an thị trấn Yên Mỹ vừa xử phạt 2 công dân với số tiền 5 triệu và 7,5 triệu đồng do cố tình vượt ra khỏi chốt kiểm dịch.